say mê sáng tạo các sản phẩm công nghệ nâng tầm cuộc sống người dân, nhưng không quên trọng trách được Bộ Quốc phòng tin tưởng giao phó, cũng là ước mơ từ thuở Hàn Vi. Viettel nỗ lực trở thành hạt nhân xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của Việt Nam. Năm 2010, trên cơ sở đã có tích lũy kiến thức về công nghệ cao, tích lũy tài chính từ quá trình làm dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin, Viettel quyết tâm tham gia vào công nghiệp quốc phòng từ lĩnh vực mình am hiểu nhất, thiết bị thông tin quân sự. Thành công bước đầu khiến Viettel mạnh dạn mở rộng dần ra các khí tài trang thiết bị quân sự khác như hệ thống quản lý vùng trời quốc gia, radar, máy bay không người lái. Bây giờ cái Viettel nó là công nghiệp quốc phòng, chứ nó cũng không phải đơn thuần chỉ là kinh tế không. Làm để phục vụ cho đất nước, phục vụ nhân dân. Mà Viettel thì vừa qua làm suốt thì cái đó chính là cái lợi chung kinh tế kết hợp quốc phòng, nó lợi chiến lớn đây. Viettel đã đạt được bước tiến hết sức cơ bản, làm chủ được nhiều công nghệ lõi quan trọng, từng bước hình thành nền công nghiệp công nghệ cao với hai mũi nhọn là công nghiệp quốc phòng công nghệ cao và công nghệ điện tử viễn thông. Luôn xác định phải đóng góp vào quá trình hiện đại hóa quân đội, sau 17 năm bền bỉ theo đuổi lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, Viettel đã nghiên cứu, làm chủ và sản xuất hơn 60 dòng sản phẩm thuộc 10 ngành vũ khí trang bị kỹ thuật cho quân đội, đảm bảo tính bảo mật, tự chủ, góp phần giúp nhiều quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại, nâng cao tiềm lực quân sự quốc phòng quốc gia. Thành quả này giúp Viettel tạo được niềm tin cho Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về việc người Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ được các trang bị vũ khí công nghệ cao, là tiền đề để Viettel được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong phát triển công nghiệp quốc phòng công nghệ cao sau này. Những đóng góp của Viettel đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và hiện đại hóa quân đội nói riêng là rất đáng tự hào, là minh chứng sinh động rõ nét về vai trò chức năng đội quân lao động sản xuất của quân đội trong công cuộc đổi mới đất nước, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. 35 năm phát triển với khát vọng được nuôi lớn không ngừng bằng trí tuệ Tổ quốc trao, bản lĩnh người lính kế thừa từ quân đội, Viettel đã lần lượt hoàn thành xuất sắc nhiều trọng trách lớn mà Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân giao phó. Viettel hai lần vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng lao động năm 2007 và Anh hùng lực lượng vũ trang năm 2014. Hai công trình lĩnh vực quốc phòng của Viettel được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh 2022. Thành tựu, kết quả này bắt nguồn từ đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, từ sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp của Bộ Chính trị, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Quân ủy Trung ương, của lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu quyết liệt sáng tạo của Đảng bộ, của cán bộ chiến sĩ trong toàn tập đoàn. Đây là những nguyên nhân cơ bản và cũng là những bài học, kinh nghiệm quý báu về sự phát triển lớn mạnh của tập đoàn trong thời gian qua. Đoàn kết, nỗ lực mỗi ngày, Viettel những năm gần đây đã trở thành doanh nghiệp nhà nước đứng top đầu về doanh thu, lợi nhuận. Lũy kế trong gần 35 năm qua, tổng doanh thu hợp nhất của Viettel đạt trên 2,2 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 540.000 tỷ đồng. Viettel luôn là doanh nghiệp hàng đầu trong đóng góp cho ngân sách nhà nước, lũy kế đến nay đạt hơn 433.000 tỷ đồng. Cái câu chuyện Viettel làm những việc tưởng chừng không làm được, thì ngoài cái chuyện là tạo ra sự phát triển cho Viettel, tạo ra sự đóng góp và sự phát triển của quân đội, của đất nước, thì có một giá trị rất quan trọng là gây cảm hứng cho người Việt Nam, cho doanh nghiệp Việt Nam, cho các doanh nghiệp Việt Nam. Chúng ta nhìn lại ra khu vực và quanh ra thế giới, chúng ta hay nói về kỳ tích sông Hàn để chỉ ra một cái sự phát triển vượt bậc và có những cái đóng góp rất lớn cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Thì ở đây chúng ta cũng có thể nói kỳ tích Viettel trong cái quá trình đổi mới, quá trình 40 năm đổi mới của chúng ta. Nhưng trong bối cảnh mới, vị thế mới của một tập đoàn công nghiệp viễn thông mang sứ mệnh quốc gia,
Viettel sẽ phải sẵn sàng đương đầu với thách thức mới, kiên định mục tiêu xây dựng và phát triển Viettel trở thành tập đoàn công nghệ kinh doanh toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, trở thành trung tâm hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, tiên phong ứng dụng các công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam, góp phần quan trọng xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 và Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ, bàn tay và khối óc Viettel là nơi tạo ra sự thịnh vượng, nhưng khát vọng mới làm cho sự thịnh vượng ấy bền bỉ và sinh sôi. Sinh ra từ quân đội, những người lính Viettel bằng khát khao cống hiến đã tạo nên nguồn năng lượng dồi dào để bứt phá giới hạn, vượt qua thách thức và chinh phục đỉnh cao, trở thành niềm tự hào của quốc gia với sứ mệnh ngoại giao quốc tế. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng Viettel sẽ làm tròn sứ mệnh là doanh nghiệp tiên phong dẫn dắt sự nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Rất mong là Viettel lại tiếp tục phát huy cái truyền thống vẻ vang của mình và tiên phong trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Cái hai là cái tiên phong trong cái dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám chấp nhận rủi ro để mà nghiên cứu những vấn đề lớn, rồi sản xuất chế tạo những cái mà công nghệ cao, vũ khí khí tài ở những cái đẳng cấp không những quốc gia mà quốc tế. Cái thứ ba là tiên phong trong cái sử dụng có hiệu quả các cái nguồn lực và chống cái tiêu cực lãng phí. Và đi đôi ba cái tiên phong thì yêu cầu cái thứ nhất là phải nội địa hóa các cái sản phẩm này, và cái thứ hai là phải làm chủ được cái công nghệ, và cái thứ ba là phải sản xuất lưỡng dụng để rồi mình vừa phục vụ cho quân đội nhưng mà vừa phục vụ cho dân sự và có thể thương mại hóa được. Và tôi hy vọng rằng là các ông chí sẽ làm tốt hơn trong cái giai đoạn mới, với một cái tinh thần, với một cái khí thế mới, với một cái động lực mới để tạo ra cái thắng lợi mới cho Viettel, cũng góp phần tô thắm thêm cái hình ảnh bộ đội Cụ Hồ.